Hiện tại mình đã đứng ở khu vực các thủ môn đây, chuẩn bị là các bài tập của các thủ môn. Rồi, Đình Triệu là thủ môn đầu tiên. Tập của Văn Toàn. Tại mình đang mình đang đứng ở với người chính của Đỗ Lê Phòng, Hải Huy, rồi Trung Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Joseph Moses Rimario, Thái Bình, Đặng Văn Tới, Phạm Trung Hiếu và Bùi Tiến Dũng. Hey, 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 hey
Quay lại với bài tập của các cầu thủ trong đội hình chính. Quang go!
Ra ngoài một chút.